Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 11 có những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, giúp nâng cao năng suất, gia tăng giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, Bắc Giang có nhiều làn điệu dân ca truyền thống mang đậm bản sắc của một vùng quê Bắc Bộ, trong đó không thể không nhắc tới nghệ thuật chèo. Trải qua những năm tháng chiến tranh và thay đổi của thời cuộc, nhưng những chiếu chèo quê hương vẫn duy trì, phục hồi và phát triển bởi những miền quê ấy có những con người yêu và mê đắm chèo và họ đã âm thầm khôi phục, dựng xây phong trào hát chèo ở cơ sở. Câu lạc bộ chèo huyện Yên Dũng được thành lập từ năm 2005. Trải qua gần 20 năm, câu lạc bộ ngày càng phát triển về số lượng thành viên cũng như chất lượng các chương trình vở diễn. Câu lạc bộ thường xuyên được đại diện cho huyện tham gia các hội diễn liên hoan chèo không chuyên của tỉnh và đạt thành tích cao. Có được kết quả ấy phải kể tới người chủ nhiệm tâm huyết, đó là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Thêm. Xưa kia, quê tôi chỉ có một làng Phú Mại thôi, nhưng đã có hai phường chèo. Thế mà ông cậu tôi thì là một ông trùm chèo của huyện Yên Dũng cũng như của tỉnh Bắc Giang. Ông đã từng đi dạy cả làng Hạ Tân Yên, ông dạy cả Hoàng Mai Việt Yên. Năm 1964, tôi được ông tôi giao cho tham gia hai vở chèo mà chính ông tôi viết. Một cái vở Kim Đồng, hai là vở Đêm Hội Hoa Đăng. Những lần về thắp hương tôi xin hứa với vong linh của ông tôi là con sẽ là người nối nghiệp của ông. Ông Thêm không chỉ là người quy tụ các thành viên mà ông còn là tác giả của hầu hết các hoạt cảnh chèo và bài hát chèo của câu lạc bộ tập luyện và biểu diễn. Đến nay, ông đã sáng tác được 48 bài hát chèo và 3 hoạt cảnh chèo. Hoạt cảnh chèo thì nó lại thế này, nó phải có cả đối thoại giữa diễn viên nọ với diễn viên kia, xong đến dây một cái chừng mực nào đấy thì lại phải thể hiện một hai chỗ trong cái hoạt cảnh chèo đấy, tùy theo làn điệu và tùy theo cái tâm trạng của nhân vật để mà mình viết lên cái làn điệu đấy. Ví dụ là buồn là mình phải viết một hai chỗ to vò, còn nếu vui thì mình lại viết nới nơ để cho nó nhộn, hay là vui nữa thì mình lại viết Chúc Cẩm Hồi Văn, rồi là những cái làn điệu nó vui. Trong các hội diễn sân khấu chèo không chuyên của tỉnh, khán giả thường nhớ tới những hoạt cảnh do ông Thêm sáng tác như Tấm Đi Chảy Hội, Nhớ Lời Bác Dặn, bài hát về Yên Dũng, Vĩnh Nghiêm Cổ Tự, Yên Dũng Tỏa Sáng Muôn Đời. Khả năng sáng tác chèo của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thêm được giới chuyên môn đánh giá là một biệt tài trong làng chèo quần chúng của tỉnh Bắc Giang. Và đến nay thì cũng gần 20 năm, các nghệ sĩ nhà hát chèo Bắc Giang gắn bó đã có đến khoảng 5-7 lượt là thực hiện dự án. Thì luôn luôn ông Thêm là một trong những người mà đóng góp mà cái công sức cũng như là đem lại cái sự thành công cho các lần thực hiện dự án của các nghệ sĩ nhà hát chèo. Biệt tài của ông Thêm đã được khẳng định và ghi nhận. Nhưng công hiến và đam mê không mệt mỏi với nghệ thuật chèo của ông Thêm đã lan tỏa và truyền lửa cho nhiều người yêu nghệ thuật chèo truyền thống của quê hương. Bằng trách nhiệm của người lính và tình yêu cho những mầm non tương lai của đất nước, từ hơn 2 năm nay, các cựu chiến binh tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã phối hợp cùng lực lượng điều tiết giao thông khu vực cổng trường giúp giảm tình trạng ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở khu vực cổng trường học. Nằm trên tuyến đường Lê Lai với nhiều phương tiện giao thông, trong đó có cả những phương tiện trọng tải lớn lưu thông qua đây, cộng với hàng quán lấn chiếm khu vực cổng trường tiểu học Nguyễn Du, nên trước đây, mỗi giờ đến trường và tan học đều xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, nguy cơ va chạm giao thông cao. Nhận thấy những khó khăn này, Hội Cựu Chiến binh Phường quyết tâm xây dựng mô hình cổng trường đảm bảo an toàn giao thông
đón nhận sự ủng hộ rất lớn từ phía nhà trường cũng như các phụ huynh. Mô hình đã đem lại an toàn cho học sinh mỗi giờ tan học, và đặc biệt là mô hình này đã được phụ huynh học sinh hưởng ứng rất là tích cực. Các cái tuyến đường ra vào trong trường đã được phân luồng dưới sự hỗ trợ của các bác cựu chiến binh, và đặc biệt phía khu vực cổng trường, các hàng quán hai bên cổng trường, rồi khu vực chờ đón của các bậc phụ huynh rất là thông thoáng. Không kể nắng mưa, đều đặn hàng ngày, những người cựu chiến binh này vẫn phối hợp với các lực lượng của nhà trường và địa phương, tận tình hướng dẫn các bậc phụ huynh dừng xe đúng nơi quy định, phân luồng xe trước cổng trường, bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh. Có nhiều lúc là mưa gió rồi là rét rồi bão, chúng tôi cũng động viên anh em là cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ mà chúng ta xây dựng lên. Niềm hạnh phúc nhất là mỗi buổi gọi là các cháu tan trường, các phụ huynh đi lại cũng được an toàn, không có xảy ra tai nạn giao thông hoặc là cái va chạm gì nữa, thì chúng tôi cảm thấy là rất là phấn khởi. Giờ đây, hình ảnh các cựu chiến binh mặc áo lính thường xuyên đứng trước các cổng trường làm nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ cho những người tham gia giao thông được thuận lợi hơn đã trở nên thân thuộc, gần gũi với học sinh và phụ huynh nhà trường. Đường thông thoáng, không còn hiện tượng chen lấn, chính là động lực để các cựu chiến binh tiếp tục đóng góp công sức trong việc xây dựng văn hóa giao thông. Nhật Bản được ngành du lịch Quảng Ninh xác định là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng. Bên cạnh đổi mới sản phẩm, tăng sức hấp dẫn du khách Nhật Bản, Quảng Ninh chú trọng đẩy mạnh liên kết, hợp tác, phát huy hiệu quả lợi thế hạ tầng giao thông, đặc biệt là kết nối hàng không. Chuyến bay thuê nguyên chuyến từ Hokkaido đến cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong khuôn khổ lễ hội Hokkaido vừa qua là chuyến bay kết nối Nhật Bản Quảng Ninh đầu tiên kể từ sau dịch bệnh. Với những quan tâm từ hai phía và các đơn vị liên quan, đây được xem là tiền đề tích cực hình thành đường bay thương mại kết nối hai địa phương Quảng Ninh Việt Nam và Hokkaido Nhật Bản trong tương lai. Thông qua cái sự kiện lần này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn sân bay trở thành cầu nối kết nối giữa hai tỉnh và hai quốc gia, để chúng ta làm sao mà có được nhiều hơn nữa những cái chuyến bay thường lệ, mang được những cái du khách, những cái nhà đầu tư từ Nhật Bản đến Quảng Ninh và ngược lại. Đồng thời, song song bên cạnh đó, chúng tôi hiểu rằng cái việc kết nối này cũng góp phần là thúc đẩy phát triển cái nguồn nhân lực, nguồn lao động chất lượng cao của Quảng Ninh trong tương lai. Việc mở đường bay kết nối hai tỉnh Quảng Ninh, Hokkaido là vấn đề được ngành du lịch và các doanh nghiệp hai địa phương quan tâm, thảo luận, cụ thể hóa trong các hoạt động giao lưu hợp tác thuộc khuôn khổ lễ hội Hokkaido vừa qua. Hàng không thuận lợi với các đường bay kết nối hai chiều giữa hai địa phương là yếu tố quan trọng đầu tiên trong phát triển du lịch. Trên cơ sở mở đường bay, các sản phẩm hợp tác phát triển du lịch cũng sẽ được nghiên cứu, mở rộng. Các lợi thế du lịch giữa hai địa phương cũng sẽ được phát huy hiệu quả. Bằng việc mở đường bay hai chiều giữa hai địa phương, từ đó thúc đẩy kết nối điểm đến, kết nối thị trường khách hai chiều. Mùa đông ở Hokkaido rất lạnh. Chúng tôi mong muốn có thể đưa nhiều người dân Hokkaido đến Quảng Ninh để tránh rét, thưởng thức không khí ấm áp, và ngược lại, đưa người dân Quảng Ninh đến Hokkaido để trải nghiệm tuyết rơi và các bộ môn thể thao mùa đông của chúng tôi. Cùng với xúc tiến mở đường bay, hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, xúc tiến quảng bá điểm đến, tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là các đoàn farm trip, tổ chức roadshow quảng bá du lịch, thúc đẩy khai thác hiệu quả thị trường khách du lịch hai chiều Quảng Ninh Việt Nam và Hokkaido Nhật Bản. Lần đầu tiên tỉnh Bắc Giang tổ chức liên hoan hát then đàn tính năm 2023 tại thành phố Bắc Giang với những chương trình tiết mục đặc sắc liên quan quy tụ hơn 150 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đến từ 5 huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, gồm Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và Lạng Giang. Các bài then với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, con người Bắc Giang, gương người tốt, việc tốt, phản ánh cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất, truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương. Liên hoan hát then đàn tính tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2023 là hoạt động nhằm tôn vinh, tuyên truyền, quảng bá sâu rộng những giá trị đặc sắc, độc đáo của nghệ thuật hát then đàn tính, tạo điều kiện để các nghệ nhân, diễn viên là người Tây, Nùng trong tỉnh có dịp gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thực hành và trao truyền các giá trị của nghệ thuật hát then đàn tính trên quê hương Bắc Giang cho thế hệ hôm nay và mai sau.
thị xã Quảng Yên vừa phối hợp với công ty cổ phần đô thị Amata Hạ Long tổ chức giải chạy Amata Running, con đường di sản Bạch Đằng. Lần đầu tiên tổ chức, giải đã thu hút được trên 1.200 vận động viên chuyên và không chuyên đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong ngoài tỉnh. Trong đó có nhiều vận động viên là người nước ngoài, các chuyên gia, công nhân, người lao động, nhân dân thị xã Quảng Yên. Với hai cự ly 3 km và 5 km cho cả nam và nữ, cung đường đi qua khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, bãi tập trận Bạch Đằng 1288 và tuyến đường ven sông Bạch Đằng tuyệt đẹp để các vận động viên vừa có cơ hội trải nghiệm cung đường, vừa ngắm cảnh và check-in. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba cùng các giải khuyến khích và kỷ niệm chương cho các vận động viên hoàn thành phần thi theo thời gian quy định. Từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11, tỉnh Bắc Cạn tổ chức hội chợ công thương khu vực Đông Bắc Bắc Cạn năm 2023. Hội chợ với quy mô 200 gian hàng của gần 200 đơn vị, cơ sở công nghiệp, nông thôn trong khu vực Đông Bắc tham gia. Hội chợ là dịp để các tỉnh, thành phố vùng Đông Bắc và các tỉnh, thành phố trong cả nước thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và tăng cường hoạt động kết nối giao thương, mở rộng hợp tác đầu tư, liên kết vùng. Đồng thời là cơ hội để nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh thích hợp, đón đầu xu thế thị trường. Thưa quý vị, Hải Phòng là một trong 6 địa phương của cả nước tiên phong trong triển khai hóa đơn điện tử. Đây được coi là bước tiến chưa từng có của ngành thuế, có phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý của ngành thuế, đồng thời chống gian lận về hóa đơn điện tử, tạo sự minh bạch, môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Trong 10 tháng qua, công tác quản lý hóa đơn ấn chỉ được Cục Thuế thực hiện kịp thời đúng quy định. Tính đến hết tháng 10, toàn ngành đã triển khai thành công hóa đơn điện tử đối với gần 21.800 tổ chức doanh nghiệp và hơn 1.000 hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố. Rất thuận tiện cho việc nộp thuế này. Rồi là tôi không cần phải đến ngân hàng này. Thì chúng tôi có thể là tiết kiệm rất nhiều thời gian và làm việc ở mọi lúc mọi nơi. Hải Phòng là một trong 3 địa phương được Bộ Tài chính lựa chọn áp dụng 100% hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền vào cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế. Song song với công tác rà soát lựa chọn số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh thuộc đối tượng thực hiện, Cục Thuế thành phố Hải Phòng tham mưu với thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận huyện phối hợp hỗ trợ các chi cục thuế triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến tổ chức doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện triển khai trên địa bàn quản lý. Công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đang được triển khai, thực hiện theo lộ trình của Tổng cục Thuế. Đến thời điểm hiện tại, đã có 596 doanh nghiệp và 522 hộ kinh doanh đăng ký thành công hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền. Cục Thuế cũng tổ chức thành công chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn để khuyến khích người dân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa. Chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm tạo dựng môi trường hệ sinh thái số nông nghiệp, làm nền móng, kiến tạo thể chế, kết thúc phát triển nền nông nghiệp hiện đại. Hiện nay, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, giúp nâng cao năng suất, gia tăng giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường. Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, cài đặt hệ thống tưới tiêu tự động ở bất cứ đâu, ông Mã Văn Lét, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng đều có thể điều khiển hệ thống máy bơm để tưới tự động cho hàng trăm gốc na của gia đình. Đây là năm thứ hai gia đình ông ứng dụng hệ thống tưới nước thông minh vào chăm sóc na. Nói chung tôi dùng cái hệ thống tưới thông minh này thì sau khi lắp đặt này thì thời gian tôi rỗi hơn nhiều. Tại vì là tôi điều khiển thì nó qua hệ thống điện thoại, hệ thống thông minh rồi. Với lại tưới tôi chỉ đi kiểm tra các bếp để xem nó có ra đều hay không thôi. Chứ không phải là cầm ống đi tưới từng cây. Do vậy là riêng cái công của tôi nó bớt được rất nhiều, giảm nhiều công lao động. Không chỉ ứng dụng trong sản xuất, vài năm trở lại đây, ứng dụng thương mại điện tử để quảng bá tiêu thụ nông sản đang là xu thế, giúp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nếu như trước kia sản phẩm của bà con chủ yếu mang ra chợ bán hoặc chỉ bán tại cửa hàng, thì nay chỉ cần có tài khoản mạng xã hội của mình, người dân có thể giới thiệu, quảng bá sản phẩm bằng nhiều hình thức như đăng ảnh, bài viết, livestream, công khai giá bán các mặt hàng. Địa bàn xã Chi Lăng thì cũng đã được cấp ủy chính quyền định hướng để thực hiện cái việc chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Thì đối với các mô hình sản xuất nông nghiệp thì chúng tôi đã xây dựng một số những cái mô hình điển hình về tưới nhỏ giọt và tưới phun sương. Cùng với đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền đến bà con nhân dân là
trong cái việc mà chúng ta đã sản xuất được tốt rồi thì chúng ta còn quan tâm đến cái việc mà tiêu thụ sản phẩm. Thì cũng bà con nhân dân thì cũng đã rất là tích cực để đưa các sản phẩm của mình lên các sàn thương mại điện tử, các trang Zalo, Facebook để tiếp cận các nguồn khách hàng. Nhận thấy chuyển đổi số là công cụ hữu hiệu, không chỉ tạo ra giá trị gia tăng mới cho nông sản, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm nông nghiệp mà còn kết nối giữa người sản xuất với tiêu dùng. Hiện nay, huyện Chi Lăng cũng đã đưa các sản phẩm nông nghiệp của địa phương lên các nền tảng số, giúp nông sản tiêu thụ dễ dàng và vẫn giữ được giá. Đối với lại huyện Chi Lăng thì các cái sản phẩm nông nghiệp chủ lực đã được đưa lên các cái sàn thương mại điện tử qua các cái kênh Zalo, Facebook nữa, thì đã tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm rất là tốt và nhiều khách hàng đã biết đến những cái sản phẩm của Chi Lăng. Thời gian tới, huyện Chi Lăng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích sự chủ động của người dân ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, góp phần tạo sự cạnh tranh, thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, kém hiệu quả, thiếu chuỗi liên kết trong nền nông nghiệp tiên tiến, phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường. Là xã Thuần Nông, khi bắt tay vào thực hiện thí điểm mô hình chuyển đổi số, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã gặp không ít khó khăn. Song với giải pháp sáng tạo, đến nay địa phương này đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo thuận lợi tối đa cho người dân từng bước chuyển đổi số toàn diện. Bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của thị xã Quảng Yên và nhân dân đóng góp, xã Quảng La là đơn vị hành chính cấp xã đầu tiên trên địa bàn có 4/4 thôn đều lắp đặt màn hình LED với hệ thống máy tính và đường truyền ổn định. Nhờ đó các chủ trương chính sách được tuyên truyền, thông tin kịp thời tới người dân. Từ khi mà thôn được thị xã quan tâm lắp cái màn hình LED này thì trong cái việc tuyên truyền vận động nhân dân là mình cũng gặp nhiều cái thuận lợi. Thực hiện mục tiêu kinh tế số, các tổ công nghệ số cộng đồng cũng thường xuyên phối hợp tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân, nhất là các hộ kinh doanh cài đặt mã quét QR. Qua đó, phương thức thanh toán qua QR code đã được ứng dụng và triển khai rộng rãi trên địa bàn xã, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, mang lại nhiều tiện ích. Từ lúc đưa cái mã quét này vào thanh toán thì tôi thấy rất là thuận tiện. Đỡ phải khách hàng hoặc là tôi đỡ phải mang tiền đi giao dịch. Xác định chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm. Đến nay 100% thủ tục hành chính đều được xã cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến và tích hợp lên cổng dịch vụ công của tỉnh và dịch vụ công quốc gia. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã đều trang bị máy quét, máy tính và có cán bộ hướng dẫn hỗ trợ người dân số hóa hồ sơ, thực hiện ký số, lắp đặt bảng quét mã QR để tổ chức công dân thực hiện nộp phí, lệ phí. Xã Cẩm La vẫn tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò hoạt động của ban chỉ đạo số của xã cùng với các tổ công nghệ số cộng đồng tích cực tuyên truyền vận động người dân, trong đó tập trung đi đầu đó là đội ngũ cán bộ công chức viên chức tiếp cận được những công nghệ mới để vận động tuyên truyền người dân hiểu hơn được những cái vị trí tác dụng của công tác chuyển đổi số đối với người dân. Tiếp tục đề nghị các cấp chính quyền, đặc biệt là thị xã cũng như các doanh nghiệp, đặc biệt là có cái doanh nghiệp mà Viettel đang chuyển đổi mô hình số tại xã Cẩm La thì cũng quan tâm vận động hỗ trợ đối với người dân về việc xóa bỏ cái sóng 2G, 3G rồi hỗ trợ những một phần kinh phí để thực hiện cái hỗ trợ những người khó khăn mua cái điện thoại thông minh. Sau một năm thí điểm, xã Cẩm La đã hoàn thành 11/22 nhiệm vụ về chuyển đổi số. Việc xây dựng thành công xã phường chuyển đổi số sẽ là tiền đề nhân rộng mô hình, góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số toàn diện của tỉnh. Qua đó, người dân sẽ được thụ hưởng nhiều nhất các tiện ích trong chuyển đổi số. Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vừa thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đợt 1 năm tháng 11. Cụ thể, đợt 1 tháng 11, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thêm 1.385 lao động. Trong đó, khu công nghiệp V-Ship có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất với 1.206 lao động, khu công nghiệp An Dương tuyển 125 lao động, còn lại các khu công nghiệp Đình Vũ, Tràng Duệ, Đồ Sơn tuyển dưới 30 lao động. So với kỳ tuyển dụng trước, đợt này nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng gấp nhiều lần. Đợt 2 tháng 10 tuyển 388 lao động. Các doanh nghiệp tuyển dụng đông lao động chủ yếu là lĩnh vực may mặc,
Về vị trí việc làm, phần lớn các doanh nghiệp tuyển dụng lao động phổ thông chiếm 1.152 trên 1.385 lao động, chuyên môn kỹ thuật bậc trung là 117 vị trí. Ngoài ra, số lượng vị trí tuyển cho nhà quản lý và chuyên môn kỹ thuật bậc cao là 116 lao động. Tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức diễn tập chữa cháy rừng tại xã Đồng Ngũ, huyện Tiên Yên với sự tham gia của trên 300 người và 11 phương tiện. Theo tình huống giả định, đám cháy xuất phát từ lâm phần thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Tiên Yên, diện tích cháy nhỏ chừng 40m². Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng tại chỗ đã dùng các trang thiết bị, dụng cụ thủ công để dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô, ngọn lửa ngày càng phát triển mạnh, vượt quá tầm kiểm soát. Sau khi các lực lượng thuộc huyện Tiên Yên có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy, đã xin chi viện từ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chi cục Kiểm lâm vùng 1. Với các phương tiện trang bị chữa cháy chuyên dụng, đám cháy được dập tắt sau 60 phút và cứu được người bị thương mắc kẹt dưới vực trong quá trình chữa cháy. Thông qua cuộc diễn tập giúp nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời nâng cao năng lực trong chỉ đạo, chỉ huy và phối hợp hiệp đồng tác chiến trong xử lý các sự cố cháy rừng, cần huy động nhiều lực lượng địa phương tham gia. Nhân dịp này, Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã ký kế hoạch phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.